Với thành tựu của kỹ thuật hiện đại, chúng ta đã có thể xây dựng rất nhiều tòa nhà chọc trời cũng như những công trình hoành tráng ẩn sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, không phải cho đến nay chúng ta mới làm được điều đó. Các nhà khoa học đã khám phá ra rất nhiều công trình được xây dựng từ thời cổ đại với mức độ kỹ thuật kiến trúc tuyệt vời. Một số trong đó thậm chí còn sở hữu công nghệ và trình độ vượt xa sự hiểu biết của con người. Đường ống dẫn nước bằng đá ở Patara. Khi nghĩ về thế giới cổ đại, phần lớn chúng ta sẽ hình dung tới những tượng đài vĩ đại nhất, những vị vua dũng cảm và các trận chiến nguy hiểm nhất. Nhưng trước khi những kỳ quan mang tính biểu tượng ấy có thể xây dựng, thì cơ sở hạ tầng lại là điều đầu tiên mà các kiến trúc sư cổ đại cần thiết kế để hỗ trợ người dân. Một trong số đó chính là đường ống dẫn nước, thứ tài nguyên vô cùng quan trọng của vùng Trung Đông và Địa Trung Hải, vốn quanh năm khô hạn. Đường ống dẫn nước bằng đá Patara thuộc phía nam Thổ Nhĩ Kỳ là một công trình như vậy. Đường ống dẫn nước tại Patara được cho là đã hoạt động từ thời kỳ cổ đại, có thể trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và cải tiến. Đây là một trong những minh chứng về hệ thống cấp nước trong lịch sử, cho thấy sự tiến bộ về công nghệ và quản lý của thời cổ đại. Trong thời kỳ xa xưa, Patara không đủ nước ngọt để cung cấp cho người dân thành phố. Họ phải dẫn nước từ mạch nước ngầm cách xa khoảng 22 km từ một ngọn núi gần đó, bao gồm các suối và nguồn nước ngầm đến các khu vực dân cư và các công trình công cộng trong thành phố. Một trong những nguồn nước chính được sử dụng là suối Inke nằm ở phía đông Patara. Hệ thống đường ống dẫn nước tại Patara được xem là một công trình kỹ thuật đáng kinh ngạc thời cổ đại. Mặc dù kỹ thuật thi công khá phức tạp, nhưng đều dựa trên một nguyên lý đơn giản. Nước suối sẽ chảy dọc theo lộ trình của một kênh dẫn nước. Để tránh cho việc dòng nước không thông suốt khi đi qua những địa hình khác nhau, các kỹ sư cổ đại đã thiết kế ra một đường ống kín làm từ những khối đá rỗng ở giữa, có thể nối liền với nhau bằng các khớp nối. Đó cũng chính là nguyên lý mà hiện nay chúng ta đang sử dụng trong hệ thống đường ống dẫn nước từ nhà máy xử lý đến các hộ gia đình. Khi nghiên cứu kỹ công trình này, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra một điều bất ngờ. Một số khối đá thành phần đã bị khoan một lỗ thùng. Người ta cho rằng mục đích của chúng là giúp các kỹ sư cổ đại có thể làm sạch cặn lắng, giúp việc bảo trì đường ống trở nên dễ dàng và tiện lợi. Sau khi công việc được hoàn thành, nó sẽ được bịt kín bằng một vật thể đã được thiết kế từ trước. Nó còn được xây dựng với sự hỗ trợ của kỹ thuật tinh vi, như việc sử dụng bê tông rời và các nguyên liệu khác nhau để làm kín các mối nối và chống thấm nước. Đường ống dẫn nước được xây dựng từ các ống đất nung và đá, được nối với nhau bằng cách sử dụng keo tự nhiên hoặc chất kết dính khác. Hệ thống đường ống dẫn nước này cung cấp nước sạch cho các hoạt động hàng ngày của người dân và các công trình công cộng như nhà tắm công cộng, cảng và hồ bơi. Điều này cho thấy mức độ tiên tiến của Patara trong việc đảm bảo sự tiện nghi và sức khỏe của cộng đồng trong thời kỳ cổ đại. Công trình này khiến các nhà khoa học kinh ngạc với trình độ khoa học và kiến thức uyên thâm của người xưa. Làm sao mà họ đã có thể ứng dụng vật lý hiện đại vào một công trình dân dụng ngay từ thế kỷ thứ nhất, thời điểm cách đây 2.000 năm. Thành phố ngầm 18 tầng Derin Kuyu, thung lũng Cappadocia được hình thành từ lớp đá trầm tích và đá núi lửa, là một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày nay, nếu đặt chân đến vùng Cappadocia, bạn chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của các cột đá hình nấm khổng lồ với đủ hình dạng, màu sắc cực kỳ độc đáo, nằm rải rác khắp nơi, hoặc sẽ bị mê mẩn bởi hàng loạt hoạt động du lịch bằng khinh khí cầu đầy hấp dẫn. Thiên nhiên ưu đãi tạo ra cảnh quan rực rỡ, nhưng chính các nền văn minh cổ đại đã biến đổi Cappadocia theo mục đích của riêng họ. Tìm hiểu sâu hơn về vùng đất này, bạn sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi những thế giới ngầm đầy bí ẩn nằm sâu dưới lòng đất của Cappadocia. Nơi đây có tới hơn 40 thành phố ngầm nằm rải rác trong lòng đất, đồi núi và chiếm diện tích vô cùng lớn. Tuy vậy, nếu quan sát từ mặt đất hoặc trên cao, bạn sẽ rất khó nhìn thấy cửa sổ hay cửa ra vào các ngôi nhà. Nổi bật nhất trong số các thành phố này là Derin Kuyu. Thành phố ngầm khổng lồ Derin Kuyu vẫn luôn bị bao phủ bởi những bí ẩn kể từ khi được phát hiện tình cờ vào năm 1968. Kiến trúc được khai quật với độ sâu 80 mét hiện là công trình cổ đại sâu nhất dành cho con người sinh sống từng được phát hiện trên thế giới. Derin Kuyu có niên đại hơn 2.500 năm tuổi, gồm 18 tầng với sức chứa lên tới 20.000 người. Bên trong có tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà được nối thông với nhau bằng hệ thống đường hầm, được sắp xếp khoa học và khéo léo.
tạo nên một nơi trú ẩn khổng lồ cho người dân địa phương qua nhiều thế kỷ. Các nhà nghiên cứu tìm thấy ở đây đầy đủ các công trình như bếp, phòng ngủ, phòng tắm, phòng chứa thực phẩm, máy ép dầu và rượu, giếng, khu vực cất giữ vũ khí, nhà thờ, trường học và chuồng gia súc và cả các lăng mộ. Các phòng trong thành phố được thiết kế với kích thước không đồng nhất, phục vụ các nhu cầu khác nhau. Các không gian cực nhỏ trở thành những ngôi mộ được cắt đá, lại có những không gian rộng lớn được dùng để làm những hội trường cho cuộc họp cộng đồng và trường học. Rõ ràng, những cư dân cổ đại đã lên kế hoạch hoàn hảo cho một cuộc sống tự túc dưới lòng đất, đề phòng trường hợp bất trắc. Có rất nhiều lối đi trong thành phố, mỗi tầng được nối với nhau bởi một hành lang có thiết kế cửa bằng đá rắn chắc. Hơn 50 trục thông gió được thiết kế để đưa không khí từ trên cao xuống, trong khi hàng ngàn ống dẫn nhỏ hơn phân bố không khí ra khắp thành phố. Các tầng ở trên, gần mặt đất hơn, được sử dụng là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi, bởi là những tầng thông gió tốt nhất. Các tầng dưới sâu lòng đất chủ yếu để trữ lương thực, nhà kho hoặc ngục tối. Ngoài hệ thống giao thông kết nối các khu vực trong thành phố với nhau, các nhà khảo cổ còn phát hiện một lối đi dài 8 km nối Derin Kuyu với một thành phố ngầm tuyệt vời khác ở Kay Magli. Điều này cho thấy có sự hợp tác giữa các nền văn minh khác nhau của vùng Cappadocia. Những người xây dựng Derin Kuyu đã thiết kế thành phố ngầm với các tính năng an toàn cực cao, vượt qua sức tưởng tượng của người hiện đại. Các cánh cửa được làm từ một tảng đá lớn hình đĩa có thể xoay được với một lỗ nhỏ ở giữa. Lỗ nhỏ này được cho là giúp binh sĩ bắn tên ra ngoài tấn công kẻ địch, hoặc có lẽ một chùm tia mạnh phóng qua lỗ, cho phép người dùng mở và đóng cửa một cách dễ dàng. Thành phố ngầm cũng có một hệ thống ngăn chứa nước an toàn. Các giếng trong thành phố không liên kết với nhau, nhiều giếng không thông lên mặt đất. Điều này giúp bảo vệ cư dân khỏi những kẻ xâm lược có thể đầu độc toàn bộ hệ thống nước từ bên ngoài. Thiết kế thông minh của Derin Kuyu cũng giúp cư dân tránh được thời tiết quá nóng vào mùa hè và quá lạnh, tuyết rơi vào mùa đông. Nhiệt độ khá ổn định quanh năm ở khoảng 13 độ C, tạo môi trường mát mẻ cho động vật, cũng như duy trì nguồn cung cấp nước ngọt và giữ cho thực phẩm tươi ngon lâu hơn. Hiện nay, thông tin về thời gian và người khởi xướng xây dựng Derin Kuyu vẫn chưa được xác định chính xác. Nhưng các chuyên gia chắc chắn rằng chỉ có những người có kiến thức rất sâu về địa lý, đồ đá, kiến trúc cũng như kỹ thuật thi công mới có thể đạt được kỳ tích như vậy. Dựa trên những dữ liệu thu thập được, các nhà nghiên cứu đã cho rằng Derin Kuyu được xây dựng từ năm 1180 tới 780 trước công nguyên bởi người Frisian. Sau đó, vùng đất Cappadocia này mới lần lượt xuất hiện người Ba Tư, Hy Lạp, Macedonia, Armenia, v.v. Cho đến nay, các nhà khoa học mới chỉ khai quật được một nửa thành phố, còn đó vô vàn những bí ẩn nơi đây chờ chúng ta khám phá. Giếng bậc thang Chan Baori. Từ lâu, Ấn Độ đã nổi tiếng là nơi có nhiều công trình cổ đại tuyệt vời. Trong đó có giếng bậc thang Chan Baori nằm ở làng Abhaneri ở phía đông tiểu bang Rajasthan. Đây là một trong những kiến trúc được xem là cổ xưa nhất trên thế giới còn tồn tại cho đến ngày nay. Giếng bậc thang Chan Baori được xây dựng từ năm 800 cho đến năm 900 sau công nguyên bởi vua Chanda của vương triều Nikum. Đây là công trình dành riêng cho Hasad Mata, nữ thần niềm vui. Tính theo tuổi thì nó còn lâu đời hơn cả ngôi đền nổi tiếng Taj Mahal. Giếng được tạo thành từ 3.500 bậc thang với 13 tầng cao tới 30 mét. Các bậc thang sắp xếp theo hình đối xứng hoàn hảo. Nước ở dưới đáy có màu xanh lục đặc biệt. Một ngôi đền chạm trổ ở trung tâm với những đường vòng cung tối tăm đầy bí ẩn. Chan Baori có độ sâu 19,8 mét và được bao bọc bởi những hàng hiên trụ. Nó có các bậc thềm được xây dựng ở hai bên, có thể được hạ xuống để đi tới nước ở đáy, giống như hình kim tự tháp ngược. Cấu trúc của bậc thang được thiết kế để đảm bảo rằng người dân có thể tiếp cận với nước vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và từ mọi phía. Ngoài ra, nó còn có một ý nghĩa về toán học và thiên văn học mà cho đến nay các chuyên gia vẫn chưa lý giải được bí ẩn của trí tuệ người xưa. Miệng giếng khổng lồ là nơi nguồn nước đổ vào. Sau khi chảy xuống qua các bậc thang, nước ngấm qua các tảng đá xốp và trở lại các mạch nước ngầm. Nhiệt độ dưới đáy giếng luôn thấp hơn nhiệt độ bên trên từ 5 đến 6 độ C. Vì vậy, Chan Baori còn được ví như một chiếc quạt khổng lồ và giúp người dân làng Abhaneri giải tỏa cái nóng gay gắt mùa hè. Mọi người thường ngồi quanh các bậc thang để tránh nắng nóng. Thiết kế và cấu trúc đặc biệt của Chan Baori nhằm tiết kiệm nước nhiều nhất có thể.
Dưới đáy giếng là dòng nước có màu xanh ngọc đặc biệt. Trên ba mặt của giếng bậc thang sâu 19,5 mét này là các bậc thang hình học, cụ thể là các bậc tam giác dốc. Mặt thứ tư có các phòng nhỏ được thiết kế tinh xảo, là nơi nghỉ ngơi của gia đình hoàng gia trước đây. Hai ban công hướng ra giếng trời, nơi đặt bức tượng thần Mahishasumardhini và thần Ganesha. Giếng bậc thang Chanbori cũng có cả tượng thần Vishnu đang ngủ. Hiện tại, các hành lang chứa đầy hiện vật khai quật được, bao gồm những tác phẩm điêu khắc đá. Bể chứa nước ngầm Basilica Sistine. Basilica Sistine là một công trình cổ được tìm thấy tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nó là một hầm chứa nước ngầm lớn được xây dựng vào thế kỷ 6, trong thời kỳ Byzantine. Công trình này được xem là một trong những công trình lưu giữ nước ngầm lớn nhất và đẹp nhất tại Istanbul. Basilica Sistine có diện tích khoảng 9.800 m² và có khả năng chứa khoảng 80.000 m³ nước. Nó có kiến trúc vô cùng ấn tượng với 336 cột, mỗi cột cao khoảng 9 m và được xếp thành 12 hàng. Các cột này được làm bằng đá cẩm thạch và có các trụ Corinthian và Doric trên đỉnh. Các cột này tạo nên một không gian huyền bí và tạo cảm giác như chúng ta đang đi dạo trong một rừng cột đá. Một trong những đặc điểm đặc sắc không kém của Basilica Sistine chính là hệ thống hành lang lấp đầy nước. Hành lang này tạo nên một không gian độc đáo, thú vị, tạo cảm giác như đang đi trên mặt nước. Điều này tạo ra một trải nghiệm độc đáo và mê hoặc người thưởng lãm. Ngoài ra, trong Basilica còn có những tác phẩm nghệ thuật độc đáo như đài phun nước, tượng chim và hình ảnh của hai đầu Medusa. Những tác phẩm nghệ thuật này mang tính biểu tượng và làm tăng thêm sự độc đáo, huyền bí của không gian. Tượng đầu Medusa được đặt ở vị trí kín đáo, một tượng đầu hướng ngược và một tượng đầu nằm nghiêng. Thực chất, đây là những tượng đầu của nữ thần Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Truyền thuyết kể rằng, khi ai đó nhìn thấy mặt của Medusa, họ sẽ bị hóa thành đá. Do đó, việc đặt các tượng đầu Medusa xuống dưới cột được coi là một biện pháp phòng thủ để đuổi đi những thế lực xấu xa. Chính vì vậy mà tượng đầu Medusa đã trở thành một trong những điểm nhấn nghệ thuật và lịch sử trong không gian hầm chứa nước này. Việc khám phá và ngắm nhìn các tượng đầu Medusa là một trải nghiệm thực sự rất độc đáo nếu bạn đến đây. Pháo đài Chitthogarh. Pháo đài Chitthogarh là một pháo đài lịch sử nằm ở thành phố Chitthogarh, bang Rajasthan của Ấn Độ. Pháo đài được coi là một trong những pháo đài cổ xưa và lớn nhất ở Ấn Độ, và nó đã chứng kiến nhiều cuộc chiến và sự xâm lược trong quá khứ. Pháo đài này đã trở thành biểu tượng của lòng trung thành và lòng dũng cảm của người dân Rajasthan. Nhiều câu chuyện hào hùng và truyền thuyết về sự hy sinh và tình yêu đã được liên kết với pháo đài Chitthogarh. Pháo đài này có diện tích hơn 280 ha và bao gồm một số cung điện, đền thờ và tháp cổ. Một số công trình kiến trúc nổi bật tại pháo đài bao gồm Rana Kumbha Palace, Vijay Stampha, Kirti Stampha và Padmini Palace. Nó được xây dựng trên một ngọn đồi cao 180 mét, cung cấp một tầm nhìn toàn cảnh về vùng đồng bằng xung quanh. Nhìn từ trên cao, Chitthogarh giống như một con cá voi với 7 cổng lớn cùng 65 công trình kiến trúc nhân tạo khác như đền, cung điện, đài tưởng niệm và các thủy vực. Trong đó có hai tòa tháp nổi bật của pháo đài thu hút nhiều du khách tham quan, đó là tháp chiến thắng Vijay Stampha và tháp danh vọng Kirti Stampha. Hiện tại chỉ có 22 trong số 84 vũng nước của pháo đài còn tồn tại và 40% không gian của pháo đài hầu như bị bao phủ bởi nước. Lượng nước này đủ để xây nên một hồ chứa dung tích khoảng 3,7 triệu mét khối nước. Và với lượng mưa cung cấp hàng năm đều đặn, người ta tính toán được rằng hồ chứa này hoàn toàn có thể duy trì nguồn nước cho khoảng 50.000 binh lính trong vòng 4 năm. Pháo đài có 7 chiếc cổng được xây dựng cực kỳ kiên cố với thiết kế đặc biệt để đảm bảo an toàn tối đa trước mối đe dọa của kẻ thù. Những cánh cổng này dẫn đến các cung điện và đền thờ quan trọng trong pháo đài. Tháp tại pháo đài có 9 tầng, được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc những vị thần Hindu. Pháo đài Chitthogarh được xem là thành tựu của các vị vua của triều đại Rajput, và các thế hệ kiến trúc sư và công nhân ở vùng Rajasthan, Ấn Độ đã đóng góp vào việc xây dựng và phát triển nó qua hàng thế kỷ, bắt đầu từ thế kỷ thứ 7. Trong quá khứ, các vị vua Rajput như Pappa Rawan, Rana Kumbha, Rana Sanga đã đóng góp lớn vào việc xây dựng và bảo vệ pháo đài này. Đứng trên tòa tháp, bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố Chitthogarh xinh đẹp trong tầm mắt.
mặc dù đã được phát hiện từ lâu, nhưng cách thức và quá trình xây dựng công trình này lại hoàn toàn không được nhắc tới trong các văn tự cổ. Chính vì vậy mà cho đến nay, Chittorgarh vẫn mang trong mình những bí ẩn chưa được các nhà khoa học giải mã.